Chào mừng các bạn đã quay trở lại với San Sale và đánh giá. Thực sự mà nói nhá, để đưa ra một cái nhìn tổng quan, khách quan nhất từ phía bản thân mình đối với một chiếc điện thoại, mình sẽ có những cái bài test hiệu năng kiểu như thế này, hay là có những cái bài kiểm tra liên quan đến về âm thanh, về chụp ảnh các thứ. Còn trong video này, mình sẽ có một cái bài đánh giá hiệu năng tổng quan cho các bạn để các bạn có thể hình dung được và cân nhắc có nên mua Redmi Note 11T Pro hay không. Nên là rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để mình có thêm nhiều cái động lực hơn làm video nhé. Và tiếp tục trong video này, mình sẽ làm cái bài đánh giá tổng quan nhất về hiệu năng với con chip Dimensity 8100 trên Redmi Note 11 Pro. Vẫn như bình thường, chúng ta vẫn sẽ có cái phiên bản MIUI 13.0.4 này và con chip đang chạy là Dimensity 8100. Mình sẽ test hai cái tựa game nhé, Genshin Impact và PUBG Mobile. Về phần Turbo Game, mình đã thêm PUBG Mobile và Genshin Impact ở trong phần Turbo rồi nhé. Đầu tiên với PUBG Mobile, cho các bạn xem qua cái mức độ họa một tí. Ở mức cân bằng chúng ta có Max là cực cao thôi, còn ở HD cực cao, HDR cũng là cực cao nhé. Tuy nhiên trong video này mình sẽ chơi ở mức nhỏ và cực độ 60fps để nhiều màu và khử răng cưa 2x. Ok, hiện tại đang có 73% pin. Trong video có những tiếng động nào không mong muốn, mong các bạn thông cảm nhé. Với con chip Dimensity 8100 mình đã từng trải nghiệm có Neo 3 này, rồi là có K50. Mức giá Neo 3 bây giờ đâu đó tầm khoảng 8 triệu, còn K50 cũng phải tầm khoảng 8 triệu 6, 8 triệu rưỡi cơ. Riêng con này mình vừa cập nhật tình hình xong, giá lại giảm rồi các bạn, chỉ còn hơn 6 triệu thôi, 6 triệu rưỡi thì phải. Các bạn cập nhật thêm cái link mình để ở dưới nhá. Mình mở maximum loa các bạn nghe thử. Ôi này, bị đơ à? Cứ tưởng bị đơ cơ. Ăn làm chi để rồi phải đi. Xiaomi có để cái vị trí loa trên ở giữa khá là hợp lý. Mình nói sai đâu, không bị che tay, trải nghiệm khác hẳn luôn. Đâu đâu. Thực ra để mà nói chê cái màn hình thì cứ chê thôi. Đến lúc các bạn nhìn quen một cái màn hình này ấy, thì các bạn dùng thấy bình thường mà. Cái vấn đề chính ý, khi mà mình so sánh cho các bạn là so sánh giữa các điện thoại với nhau, màu sắc như thế nào, có ổn hay không thì mình nói rõ. Như mình chẳng hạn, mình cũng đang sử dụng Redmi Note 8 Pro làm máy chính mà. Còn 8 tên thôi, à còn 4 tên nữa. Quân mình vẫn còn 4 người mà. Mình đang bảo là như mình ấy, thì mình đang sử dụng Redmi Note 8 Pro làm hành chính mà các bạn. Cũng tấm nền IPS LCD nhưng mà rất là đẹp. So sánh như thế để các bạn cân nhắc thôi. Còn khi các bạn sử dụng quen rồi thấy bình thường à. Bây giờ các bạn có sẵn sàng bù thêm 1 triệu, triệu rưỡi để đổi lấy cái màn AMOLED không? Ây dồi, nghe đã tai thế. Đang rất sát rồi các bạn. Làm tí doping pha đã. Có hết doping rồi. Vào trong này xem có không. Đây đây đây. Có doping rồi. Còn một tên nữa. Ấy. Yes, ok bạn ơi. Nằm mạng nhá. Uy tín. MPV luôn mà. Hiện tại phần trăm pin còn 70%. Biểu đồ FPS của PUBG sau khoảng 12 phút chơi các bạn. Mặt trước 32 độ C, mặt sau cũng chỉ 33 độ thôi. Biểu đồ FPS của PUBG mình chơi trên Redmi Note 11T Pro các bạn. Ổn đúng không? 5960 thẳng tắp. Chỉ có một vài chỗ nho nhỏ như kiểu chỗ này đi, FPS là 55. Còn chỗ thấp hơn một tí, nhiều chỗ này này, là 51 thôi. Còn lại thẳng tắp. Trong quá trình chơi mình không thấy giật lag gì cả. Và FPS trung bình sẽ là 59.3. Chuyển sang Genshin, mình để chất lượng hình ảnh là ở mức trung bình nhá, 60fps. Và tắt motion blur. Hiện tại phần trăm pin còn 69%.
Nhiệt độ chơi Genshin tầm khoảng 40 độ là ok. Còn cao hơn thì để xem đã. Nhưng mức giá như thế này mà cái nhiệt độ ngon là quá hợp lý luôn. Hiện tại mình đang thấy trong quá trình chạy bo như thế này, FPS đang lock ở mức tầm khoảng 49-50. Cái việc này sẽ giúp cho nhiệt độ của chúng ta ổn định hơn, thay vì kiểu Realme thì bung hết hiệu năng. Ngược lại, chúng ta sẽ có nhiệt độ nóng hơn. Ui, cũng mạnh ý chứ. À, ẩn thân. Băng. Ui, bị đau thế. Thực tế ngoài ba máy mà mình đã sử dụng, đang sử dụng con chip Dimensity 8100 ra, như là Realme GT Neo 3 này, khó chịu, hay là Redmi K50 chẳng hạn. Hiện tại bây giờ mình đang được sử dụng ba con này thôi. Ngoài ra OnePlus cũng có một vài con đang sử dụng Dimensity 8100. Châu ấy chứ. Châu này. Khoảng 13 phút chơi, phần trăm pin hiện tại còn 64%. Mình đo thử nhiệt độ nha. Ui, mát lắm các bạn ạ, 34 độ mặt trước. Mặt sau, 35 độ. Mát thế. Biểu đồ FPS sau khoảng 13 phút chơi Genshin trên Redmi Note 11T Pro các bạn. Bị lock ở đoạn 4960 này. À mình xin lỗi, ở đoạn 4950. À, một vài chỗ giật tầm khoảng 4-5 chỗ gì đấy. Như kiểu chỗ này này là 35.99, 36 FPS. FPS trung bình sẽ là 48. Mình tổng kết lại nhá, với con chip Dimensity 8100 trên Redmi Note 11T Pro có những ưu điểm gì? Thứ nhất, nhiệt độ rất mát, ngay kể cả cái Dimensity ấy. Từ 35 độ trong khoảng 13 phút là mát lắm rồi. Thứ hai, FPS cao nhất trong 3 con Redmi K50 và Realme GT Neo 3 thì con này là cái FPS của PUBG ổn nhất. Còn Genshin có vẻ hơi đuối. Chúng ta bị lock FPS ở khung hình 4950 rồi. Cái này chấp nhận được thì các bạn mua thôi, tùy quan điểm của từng bạn nhé. Vừa rồi là video mình có test hiệu năng Redmi Note 11T Pro với cái khả năng chơi game nói chung là cũng khá ổn, đặc biệt về khoảng nhiệt độ. Các bạn thấy thế nào về Redmi Note 11T Pro chơi game ổn không? Đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Các bạn ơi, các bạn nhớ ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Các bạn có những yêu cầu gì thêm thì cứ để lại comment bên dưới nhá. Mình cố gắng sắp xếp để làm và hỗ trợ các bạn nha. Bye bye.